Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Phần tin đáng chú ý hôm nay là tin bão Conson sẽ đi vào biển Đông nước ta sẽ có ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, hồi 7 giờ ngày 8 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ vĩ bắc, 121,7 độ kinh đông trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, đi vào biển Đông. Đến 7 giờ ngày mai, ngày 9 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ vĩ bắc, 119,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 790 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 11. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 10 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ vĩ bắc, 115,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, tức là từ 75 đến 100 km/h, giật cấp 12. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay đến sáng mai ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, sau đó tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3 đến 5 m, biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông là cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 11 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ vĩ bắc, 111,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía bắc tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 100 đến 120 km/h, giật cấp 13. Theo các mô hình dự báo sớm, khả năng bão Conson đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta, trong đó trọng tâm là các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Theo quan sát, cơn bão Chenthu còn lại đang tồn tại song song với cơn bão Conson, đã di chuyển theo hướng Tây Bắc, tiến gần vào khu vực Biển Đông nhưng có khả năng đi vào Đài Loan. Tuy nhiên, mọi diễn biến mới nhất về cơn bão sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn đăng ký để chú ý theo dõi. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam, cường độ trung bình đến mạnh, nên trong đêm nay và ngày mai 8 tháng 9, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Riêng vùng biển phía đông, khu vực Bắc Biển Đông, từ gần sáng mai, 9 tháng 9 có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, từ đêm nay đến ngày mai, gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 m, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ đêm nay, gió Tây Nam mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Tiếp theo, bản tin hôm nay là tin mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc xoáy, mưa đá, gió giật mạnh ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông. Riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Dự báo từ đêm nay đến 3 ngày tới, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngoài ra, từ đêm nay đến 3 ngày tới ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá là cấp 1. Tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Sang đến thời tiết, khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Sang đến thời tiết, khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Lưu xuống thời tiết, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào vài rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Lưu xuống thời tiết, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Sang đến thời tiết, khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào vài rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Xuống đến thời tiết, khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào vài rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.